Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348303 nè. Rồi xem video nhớ bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy video mới nhất em đăng. Rồi, hôm nay em về mấy cái món đồ đồ nhà bếp mọi người. Đồ inox của Nhật ha. Đây, có mấy cái có cây ép cam nè. Cắt trứng rồi cái bếp cồn này múc múc kem ha, này, ép cam, cái vòi nước bằng đồng rồi bình gia vị nữa. Video hôm nay có mã là 145. Đây đầu tiên là 6 cái chung, gọi là 6 cái chung này như là cái tách vậy. Đó, cái hũ vậy bằng inox mọi người, bằng inox của Nhật ha, rất là cứng nha, dùng nó nhỏ vậy nhưng mà nó rất là cứng, cứng lắm nha, chứ không phải mỏng da như đồ Việt Nam mình ha, rất là cứng nè, cứng lắm inox nha, rất là cứng luôn. Cái này bằng là thép không gỉ nè, cái này inox. Rồi 6 cái này nha mọi người. Ok, mã là 145.1 ha, 300.000. Đây kích thước nó 8 cm nhân 4. Cái này mới chưa sử dụng nha, mới luôn. Đó, để mình đựng đựng này kia, nói chung rất nhiều công dụng gì nó. Đó, số 2 là cái cái bình đựng gia vị. Đây có cái lỗ này để cái muỗng á, nó là như vậy ha, của Yukiwa mọi người, cái thương hiệu chuyên về mấy cái đồ chung đồ inox nhà bếp của Nhật á, Yukiwa. Nè, tên liệt là thép không gỉ á. Này full inox luôn, rất là dày luôn nha, đây mọi người coi nó làm rất là dày, chắc chắn ha, dày là khỏi nói luôn. Rồi cái bình này, có mã là 145.2 nha, giá 250 nha. Rồi nam về cái vòi, gọi là vòi nước. Đây vòi nước của Nhật, đây nó có cái thương hiệu là đây Ina đó, Nhật. Vòi này nó bằng đồng ha, nó mạ rôm lên nha mọi người. Bên trong thì nó mình mở ra được, mở ra để vệ sinh chùi rửa cái ron này còn ok. Ron này nó cũng đúc cao su lên cái bằng đồng, nói chung là nó sản xuất rất là kỹ ha, mấy vấn đề mà nó tiếp xúc với nước sẽ làm chất liệu nó cao cấp để nó chống oxy hóa ha. Cái vòi thì này thì nó hơi cũ ha mọi người, nè xài rồi mà chức năng thì ok, tại vì vòi đúc bằng đồng nó rất là dày nè, nặng lắm nha, rất là dày luôn nè, nên nó sẽ rất là bền, rất là bền ha. Ren này là 21 mọi người, ống 21 vô toàn là vô rất đẹp.
chung một kiểu nó dễ sử dụng. Rồi, cái vòi nước có mã là 1.5.3 nha, giá 300 ngàn. Rồi, đây là cái cắt trứng. Này nó chiên cắt trứng luộc ha. Bỏ trứng lên sắn cái là nó đứt. Của hết tên lịch của Nhật luôn. Rất đẹp. Có hình trái tim luôn ha, cái móc. Cái này sẽ xài rất là bền nha. Bằng inox ha. Đây là thép không gỉ nha mọi người. Không phải là full inox. Đây thép không gỉ. Này dây cáp nè. Nhuyễn mỏng mà nó sắc ha. Nó sẽ cắt rất là sắc. Rồi, cái này có mã là 145.4 ha, giá 120 ngàn. Đây, một cái ép cam, lâu lắm rồi mới về được một cái ép cam. Cái này là full nó bằng nhôm. Full bằng nhôm nha mọi người. Đây, còn khá ok. Ok hết. Này là full bằng nhôm. Này kích thước nè. Rồi, ép cam này có mã là 145.5 nha. Giá 350. Đây bốn cái đồ, cái bằng đựng, nói chung mình thích đựng gì đựng ha, đựng gia vị đựng gì này kia đó, hình dáng nó rất là đẹp, kiểu rất đẹp. Đây tay cầm nó có khắc cái bông hoa luôn nè, rất dày luôn nha, inox rất dày. Cái này của Made in Japan, sản xuất của thương hiệu là nó có hình ba con vịt, không biết là cái thương hiệu tên gì luôn, Nhật sản xuất. Rồi bốn cái nha mọi người, bán nguyên bộ này bốn cái luôn nha. Đây kích thước nè, nguyên bộ bốn cái luôn. Rồi, bốn cái chung. Gọi là cái gì? Nói chung là cái đồ đựng, thường là trong nấu ăn đó, họ thường, thường sử dụng cái này ha. Đựng gia vị này kia. Nước chấm này đó. Rồi bốn cái này có mã là 145.6 nha. Giá 750 ngàn. Không có mang lẻ ra nha mọi người. Người thông cảm, em bán nguyên cái bộ này luôn. Tại vì sử dụng nó thì thường sử dụng bộ nhiều cái, chứ một cái thì cũng không có làm được gì. Rồi tiếp theo đây, một cái để vắt cam, cái vắt cam rất đẹp, cái vắt cam dày lắm mọi người, cái này nó bền mà dày lắm. Cái này inox luôn nè, full inox này. Cái chung nhỏ này full inox luôn, cái lớn này thì thép, thép không gỉ. Này tên lít là thép không gỉ ha. Này nó có tên gì nữa, ba cái này ha,
3 món nha mọi người. Mã là 1, 4, 5, 7, giá 200 ngàn. Tiếp theo là cái bếp cồn. À, cái bếp này đặc biệt là thân nó bằng inox. Thân nó bằng full inox luôn á. Đây thương hiệu nè. Bếp cồn ha. Rất đẹp. Cán gỗ luôn, làm rất là đẹp. Đây kích thước. Rồi, cái bếp cồn này cái mã là 145.8 nha, giá 150. Đây cây múc kem, cây này rất là hay. Full inox luôn nha. Full inox của Nhật. Đây nó có thương hiệu nè. Nó đóng inox luôn. Rất là chắc chắn, dày nha, dày chắc chắn đó. Bền, bảo đảm bền luôn, xài không thể nào mà hư nổi. Inox nữa thì nó rất là tốt ha. Đây kích thước nè, 22. Cái muỗng này có kích thước là đường kính nó là 6 cm nha mọi người. Chiều cao cái muỗng tầm 4 phân đó. Rồi cái múc kem này có mã là 145.9 ha, giá 300 ngàn. À cuối cùng là hai cái chung. Hai cái chung có cái số đo. Cái số đo dung tích. Đây là 200 ml ha. 200 ml. 50, 100, 150, 200. Cái này đo được 50, 100, 150, 180 ml. Đó, hai cái nha mọi người. Để đo rồi rót nè, nó có cái mỏ nhỏ nhỏ nè để cho mình rót mọi người. Mỏ hai bên luôn, rót. Để đông đông lường á, đông lường ví dụ như gia vị này kia cũng là đồ gia vị này kia ha. Chung ứng dụng nhiều, muốn xài vô gì xài. Cũng là hết không rỉ luôn. Mã là 145.10 nha, giá 250 ngàn. Hai cái nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.